Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Thừa Thiên Huế. Một cháu bé 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiều ngày 23 tháng 12, ông Nguyễn Đức Phú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa có thông báo tìm thân nhân cho một cháu bé 2 tháng tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng chùa. Cháu bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa. Trước đó, lúc 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12, một bé gái khoảng 2 tháng tuổi, nặng khoảng 4,2 kg. Mặc bộ áo liền quần màu xanh nhạt, đội mũ len màu trắng, quấn ngoài là hai chiếc khăn màu hồng và màu xanh ngọc, cháu được đặt trước cổng chùa Khánh Long ở thôn Vinh Vệ, xã Phú Mỹ. Hiện cháu bé này đang được tạm giao cho bà Trần Thị Tranh, pháp danh Thích Nữ Tịnh Tâm, trụ trì chùa Khánh Long chăm sóc, nuôi dưỡng. Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỹ thông báo ai là thân nhân của trẻ đến xã để làm thủ tục nhận lại trẻ. Trong 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có ai đến nhận xã sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho cháu bé và làm các thủ tục liên quan theo quy định. Hoàng Dũng. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.